Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin chuyển tải phần tiếp theo của câu chuyện Anh Tài thất lạc gia đình 45 năm. Thưa quý vị, cách đây một ngày thì Tuấn Vĩ đã chuyển tải câu chuyện của anh Tài để mong muốn tìm lại gia đình cho anh. Hôm nay thì Tuấn Vĩ có nhận được một nguồn tin mà Tuấn Vĩ cũng rất là mừng. Hy vọng rằng không làm cho quý vị mừng hụt. Trở lại câu chuyện thì Tuấn Vĩ xin tóm tắt lại câu chuyện của anh Tài thất lạc gia đình để cô chú anh chị chúng ta nắm được nội dung của câu chuyện này nếu quý vị chưa xem. Hôm qua thì anh Tài có lên chương trình và có thông báo đến cho Tuấn Vĩ cũng như là nhờ cộng đồng tìm người nhà cho anh. Theo như chia sẻ của anh thì anh nói rằng có thể anh sinh năm 1971 và tới năm 1979 thì lúc đó anh được đâu 7-8 tuổi thì gia đình anh từ Sài Gòn có đi lên vùng kinh tế mới ở trên sông Bé. Và sau đó thì có một người hàng xóm có nói với anh rằng là dẫn anh về lại Sài Gòn. Thì anh có đi cùng với người hàng xóm đó. Thì khi đến một cái ngôi chợ nọ thì bà hàng xóm biểu anh đứng ở ngoài để bà vào chợ. Thì anh chờ hoài không thấy bà trở lại và anh khóc rất là nhiều. Và anh chờ ở ngoài cổng chợ suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí nữa là hình như anh nói là đâu qua đêm thì phải. Và lúc đó trời đã đổ cơn mưa. Vì vậy cho nên là đã được cái sự trợ giúp của những người xung quanh và đưa anh vào cô nhi viện. Và anh thất lạc gia đình từ đó. Theo như chia sẻ của anh thì anh còn nhớ gia đình anh có người anh tên là Tấn hoặc là Tuấn. Và có một người chị tên là chị Tước. Và nhà anh thì ở gần một ngôi chùa và gần một con sông. Và tên ở nhà gia đình anh thường gọi anh là Cu Đen. Sau khi anh chuyển tải câu chuyện của anh lên thì hôm nay là đã được 24 tiếng đồng hồ thì Tuấn Vĩ đã nhận được một nguồn thông tin là anh Hoàng, người mặc áo đen ngồi trước màn hình, nghi ngờ anh Cu Đen, nghi ngờ anh Tài là người chú trong gia đình. Vì vậy Tuấn Vĩ đã kết nối cũng như là khai thác thông tin. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe anh Hoàng kể lại trong quá trình thất lạc người nhà của anh, coi có trùng khớp với anh Cu Đen hay không. Sau đó thì Tuấn Vĩ sẽ kết nối để cho hai người được trò chuyện cũng như là gợi lại những kỷ niệm để xem đây có đúng là người nhà mà đôi bên đang còn cần tìm kiếm nhau hay không. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi. Nếu đúng thì đây là một cái điều hết sức là hạnh phúc. Còn ngược lại không trúng thì nếu có ai trùng hợp với những hoàn cảnh mà hai bên nêu lên thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng lên tiếng tiếp. Và hy vọng là không làm cho cô chú anh chị chúng ta mừng hụt trong trường hợp này. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Nghe cái tin thì em cũng thấy mừng quá rồi. Không biết là theo cái cảm nhận của anh thì có đúng chưa anh? Em thấy thì cái vụ mà cái chú Tài, cái anh Tài này tên Đen á, tên Cô Đen, yeah, thì cũng đúng rồi đó. Rồi cái vụ mà có người anh tên Tấn, rồi người chị tên Tước thì thấy giống như câu chuyện của nhà em quá. À vậy hả? Vậy là nếu mà tính theo vai vế thì cái anh Cô Đen này là quan hệ như thế nào với chú? Chú, nếu mà tính theo vai vế là chú của em. À chú hả? Dạ, em nếu mà đúng là chú. Em là tên Hoàng ha? À em tên Hoàng. À vậy thì cái câu chuyện thất lạc cái người anh tên là Cu Đen đó thì nó có giống ở trong cái câu chuyện mà anh Tài, anh Cu Đen này kể như vậy không? Giống y vậy luôn á, tại vì nè, để em kể nghe câu chuyện. Dạ. Em kể chuyện nghe vậy nè, tại vì hôm qua đó bà chị ở trên Đồng Nai á, bà mới coi cái YouTube của anh. Dạ. Bà mới coi xong thì bà mới đưa cho ông già em, tại vì ông già em là ở Đồng Nai, em ở Thủ Đức. Cái ông già ổng mới điện thoại cho em, ổng nói hôm qua chị mày mới coi cái YouTube của gì Tấn Vĩ gì đó, coi cái câu chuyện giống em của ba quá. À. Rồi mày coi liên hệ thử coi làm sao. Thì em mày cũng không rành Facebook lắm, thì nhờ về mấy đứa nhỏ nó về rồi em mới kêu nó
làm vô chứ cũng mất làm suốt ngày, làm giờ này mới nghỉ mà đâu có không đâu đó. Thì em mới thấy gì giống vậy thì em mới kêu con bé em nó làm vô, rồi nó muốn ấy điện trực tiếp nói chuyện với anh. Nếu mà đúng vậy á thì tại vì ba em ở Đồng Nai, còn bà cô là ở dưới Chợ Lớn á, bà mà tên Tước á là bà đó là bà cô đó. Còn cái ông mà Tấn mà anh Tài anh kể ra thì ổng mới mất cách đây 2 năm rồi đó. Bây giờ là chỉ còn lại ba em với bà cô Tước thôi, bà Tước thôi đó. Vậy thì thấy cũng cũng có khả thi nhiều đó. Đó. Trùng tên Tấn, tên Tước và trùng tên ảnh là ảnh Cu Đen và trùng Thất Ờ, Lạc ổng Thất. lúc mà ổng thất lạc là ổng tên Cu Đen luôn đúng, bởi vì em mới thấy câu chuyện nó giống với ở nhà quá, em mới hội Vậy thì trong cái quá trình mà người nhà của anh thất lạc thì vì lý do gì thất lạc và di chuyển ra sao vào năm mấy? Thì mới nãy em mới điện cho ông già em, thì ông già em cũng nói đi đâu cũng năm 78 hay 79 gì đó, năm đó đó. Thì mới điện ông già, ở ông già nè, thì em thì cũng không rành lắm. Em chỉ thấy cái trường hợp nó giống với ở nhà quá, rồi ông già ông nhờ vậy nên em mới điện em hỏi anh, nếu mà ấy được thì điện trực tiếp cho giữa Đúng nói chuyện rồi. với ông già cho nó dễ, chứ em thì câu chuyện tại vì em thì quá cũng không có rành đó, em chỉ biết câu chuyện vậy thôi. Vậy Ừ. vậy hôm qua là hôm qua là định kêu bà cô Tước á, bà mà tên Tước á là gửi cho anh, mà bà sợ lên mạng đồ này kia bà không rành, bà sợ lừa đảo, nói làm gì lừa đảo, bà sợ lừa không dám lừa cái làm gì không biết nữa. đó đó, bà sợ. Bà chị bà kêu thôi giờ cô cứ gửi cái hình đó qua cho Tấn Vĩ đi rồi có gì kết bạn, mà bà không chịu, bà sợ bị lừa gì đó không dám làm Trời ơi đó vậy. đó, bà Ủa rồi sợ. cho em hỏi này, là vậy là Ban Hoàng có xài Zalo không? Ổng thì Zalo mà ổng không có, ổng chỉ để nghe gọi thôi, có lúc hết pin lúc không có pin, đa số là ổng gọi di động số điện thoại cầu bắp không à. Nếu mà liên lạc được ấy thì để ngày mai, giờ này ổng mới ngủ, mới điện cho ổng ngủ rồi, để ấy thì ngày mai cái rồi kêu ổng sạc điện thoại rồi. Ổng cũng không biết kết bạn gì luôn nữa, nó mới Thì khó ở bởi chỗ khó đó khó đó. khó chỗ đó. Rồi có ai trẻ trẻ tuổi sống gần ba anh không? Có bà chị Thì đó, nhờ nhờ cái Zalo của bà chị á. thì bây giờ có bà chị, hôm qua bà coi của anh á, bà coi của anh Tấn Vĩ thì bà mới đưa cho coi đó. Thì nếu mà ấy thì ngày mai nhờ bà chị đó bà nhắn tin hay là bà nhắn tin cho anh cái rồi có gì anh giúp giùm. Trời ơi, nếu mà phải thì mừng cho ảnh, ảnh thấy tội nghiệp lắm. Vậy là anh Hoàng có coi cái video đó rồi đúng không? Thì mới vừa coi luôn nè, bữa giờ tôi không có thời gian, cái này em không có thời gian tại vì bà chị bà coi xong rồi bà mới mới chiều mới nãy mới con mấy đứa nhỏ về mới kêu là con vô cái hỏi cái cô hôm qua chị coi bên cái Facebook nào hay là cái gì đó, là mấy chị mới nói là coi bên Tấn Vĩ rồi mới kêu mấy đứa nhỏ này nó mới làm vô, chứ tôi cũng đâu có rành ba cái này đâu đó, Em thì thấy mới điện. khả thi đó anh, khả thi nhiều đó, bởi vì ở cái chỗ là gia đình cũng xuất phát từ ở dưới Chợ Lớn và đi lên làm vùng kinh tế mới ở trên sông Bé của cái thời đó. Đó, thì em mới nãy em mới gọi đòi điện thoại hỏi bà già ông già em, tại vì ông già em là đi kinh tế mới Đồng Nai, em mới hỏi ủa hồi đó ba có đi kinh tế mới ở sông Bé không. Ông già mới nói là hồi đó có đưa bà nội mày, là bà già của anh Tài á, là bà nội em, là có đưa bà nội với anh Cu Đen này đi kinh tế mới trên sông Bé đó, mới hỏi kỹ lại rồi mới 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 nhắn tin cho anh. Đó, hỏi tôi có không để mất công rồi mất công thôi chứ không Thế nếu mà quả thực vậy thì là Tuấn Vĩ thấy là cũng khả thi nhiều, có bà Tước này kia nè, mấy ai đó. mà Thì trùng bà được Tước với tên. ông Tấn đó là đúng, với anh Tài này ông nói là hồi đó nhà có cái sông, có cái bên đối diện có cái chùa là đúng rồi đó, tại nhà bà nội hồi đó là ở đó, ở dưới đó là có cái sông có Trời cái chùa ơi, nữa vậy đó. hả? Thấy Vậy là là cũng mừng mừng rồi mà không biết làm sao. không, Tấn Vĩ nghĩ là trúng rồi đó, Tấn Vĩ nghĩ là trúng rồi đó. Còn mấy khi mà trùng cái hoàn cảnh như vậy đâu, trùng tên này kia ba bốn người vậy đâu. Thấy
Rồi thì bây giờ thế này là để bây giờ không biết là giờ này là anh cô đen anh Tài anh ngủ chưa nữa, để Vĩ gọi cho bên kia cái nha. Rồi nếu bên kia mà chưa ngủ thì Tuấn Vĩ sẽ kết nối nhóm rồi anh biết cái gì thì anh trình bày cho ảnh để ảnh vui nha. Rồi rồi Dạ rồi dạ rồi. dạ Thưa anh Tài, là em vừa nhận được thông tin của từ anh Hoàng, thì anh Hoàng đang nghi ngờ đó là anh Tài là chú của anh Hoàng. À, vì vậy cho nên là nay em kết nối cho đôi bên để đôi bên cùng trò chuyện và tìm hiểu xem có phải là cái hoàn cảnh mà gia đình mình đang còn cần tìm kiếm và anh Tài đang còn cần tìm kiếm hay không. À, rồi vậy bây giờ anh Hoàng chào anh Tài và đôi bên chào nhau và mình tìm hiểu thông tin nha. Cái câu chuyện của anh Tài đó thì là anh Hoàng có được nghe rồi. Và bây giờ đó Rồi rồi. thì anh Hoàng kể lại trong cái quá trình mà thất lạc của người chú anh Hoàng đó để cho bên anh Tài anh nắm được cái cơ bản đã. Nha nha anh Hoàng nha. Dạ. Tại vì em thì em cũng trình bày với anh là mới nãy câu chuyện nó giống vậy đó, thì hồi đó thì cái chú có một bà nội đó là có sinh ra ba em, rồi xong rồi tới chú Tấn, rồi tới cô Tước đó, là có ông Dượng 10 là chạy xích lô Rồi, đúng đó rồi. đó. Thì em biết là chỉ có nghe ba em kể lại thôi, thì kể lại gì hồi trưa này ổng mới điện thoại nữa, thì ổng mới cũng không có rành gì Facebook đồ này kia, nên là Rồi. bà chị bất đó mới đưa cho nói cho em biết, thì em mới nhắn cho Rồi. anh Tấn Rồi Vĩ. rồi để Thì Tuấn Vĩ hỏi tới đâu mình trả lời tới đó để cho nó tuần tự và nó dễ hiểu và nó ngắn gọn nha. rồi 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 Rồi. anh cứ hỏi đi rồi em Rồi. trả lời. Rồi vậy là chú của anh Hoàng là sinh năm mấy? Bây giờ sinh năm mấy em mới không không nhớ mới Phải chết hỏi ba phải không? chứ, Phải hỏi ông ba phải phải không? hỏi ba em mới Rồi biết được. ok. Vậy trước đây là nhà nhà ông chú đó ở đâu và thất lạc ở đâu? Nhà ông chú ở ở Cầu Mới gần chợ Tân Định, gần bên bên này, cái bên này có cái sông, bên kia có chùa, bởi vì mới thấy Đúng mấy mấy giống rồi. đó Rồi, đúng cái đó, điểm đó là điểm sông có cái chùa rồi điểm đó. đó là điểm trùng khớp rồi đó. Rồi, cho em hỏi là gia đình có đi lên vùng kinh tế mới ở trên sông Bé không? Có đi lên tới mới, nhưng mà lúc Rồi. đi là chỉ có bà nội em với anh Tài này đi thôi đó, À. là ba em đưa lên, còn ba em không có đi, ba em đi bên Đồng Nai mà không biết đi năm nào, em không rành Rồi, đó. Thì vậy rồi. hồi chiều mới hỏi ông già là hồi đó ba có đưa bà nội với chú Cu Đen đi kinh tế mới không, thì ba mới nói là có đưa kinh tế mới lên sông Bé đó, thì em mới mới điện cái chat, mới nói mới điện hỏi ba em cho rõ ràng, rồi em mới 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 ấy. Dạ, rồi cho em hỏi, vậy là khi thất lạc thì chú cu đen của anh là khoảng bao nhiêu tuổi? Anh có nắm được không? Cái đó em cũng không nhớ nữa. À, chỉ có người lớn nhớ được thôi. Đại khái là Nhớ thôi, nhưng mà tại vì mới nãy có hỏi ba là lúc mà đi kinh tế mới là lúc đi năm nào, ba nói 78 hay 79 gì đó, thì chỉ nhớ không biết vậy thôi, chứ còn không biết là chú Cu Đen đi năm nào, không còn lúc bao nhiêu tuổi không biết. rồi à, đó thì trên cơ bản thì Tuấn Vĩ đã nắm được những cái điểm trùng khớp như sau. Thứ nhất là trong nhà có chú Tấn và có cô Tước. Điều thứ Đúng hai rồi. là nhà cũng có từ ở Tân Định tức là Sài Gòn đi di chuyển Đúng lên ở rồi. vùng kinh tế mới ở trên sông Bé. À, đó là điểm Đúng thứ ba đúng. để trùng khớp. Điểm thứ tư nữa đó là ông chú của anh Hoàng tên cũng là Cú Đen. Nó trùng khớp với chỗ mà Cu Đen á, em mới, tại vì có chú Tấn rồi cô Tước, hai cái tên đó với Cu Đen, thì bây giờ em mới Dạ. ấy, thì em mới bà chị bà coi, thì bà mới nói sẽ giống quá, mới đưa ba em coi, thì ba mới kêu em là bây giờ mình đăng lên cái gì YouTube gì đó có tốn tiền, đăng lên có tốn tiền gì không, em kêu là để cái gì ấy, rồi ba mấy đứa nhỏ về em kêu nó là liên hệ Dạ, với rồi. Ok, vậy trên cơ bản thì Vĩ đã nắm được cái cơ bản như vậy, còn những cái chi tiết hoặc là những cái điều gì nữa mà anh Tài muốn hỏi đó thì anh Tài cứ hỏi thăm bên anh Hoàng anh. nha, đôi bên anh em chú cháu trò chuyện với nhau nha. Dạ, Chưa. rồi anh Tài có muốn hỏi điều gì không? Dạ, nói chung là cũng gần 80% cũng đúng rồi đó, nhưng mà cái không biết Mình là hỏi thiệt tên cha mẹ đi, hồi chưa không biết. hồi xưa là không có biết tên cha mẹ phải không? Bên Bây giờ anh Tài hỏi tên bà nội em cũng biết tên bà nội em tên gì hết.
chỉ có biết là mấy mấy chú mấy cô thôi chứ không muốn biết biết tên nữa. được mấy chú mấy cô Dạ, coi như là ở Bây giờ này có chỉ có nhà chỉ có là cô chú Tấn, đó là chú Tấn là đã mất rồi nè, với cô Tước đó, là với anh Tài là tên cu đen, mà giờ không biết là phải hay không thôi. Chỉ là nếu mà đó, còn còn ba ba em là lớn. bên bên dùng dùng 10 á, còn không à, gia đình dùng 10 còn không? Còn ông Mười thì chết rồi nè, còn ông Tư què rồi, còn chú Nhiều, chú Năm thì mất rồi, còn cô Cúc, cô Ít, ý cô Cúc còn, cô Ít mất rồi. Tôi nó không chú thật là mà đó mà cũng gần đúng, mà coi như là không biết là hỏi ba thử ở trên kinh tế mới là có phải ở chợ điểm hai không, gần chợ điểm hai đúng không? bây giờ ba ở trên Đồng Nai, ba không có ở đây. Nếu mà ấy thì một hơi nữa em cho cái số điện thoại vô cái Zalo của anh Tấn Vĩ này, là cho cái số điện thoại của ông già, rồi cho cái số của bà chị luôn. Rồi thí dụ như mà ấy thì có gì mai anh cho hai cái số của bà chị với cái số của ông già lên vô cho anh Tấn Vĩ, rồi có gì mai có gì ban ngày thì Dạ, bây giờ thế này nè, gọi là trên cơ bản đó thì bây giờ anh Hoàng kể lại trong cái quá trình mà nhà cửa này kia ra sao, và trong quá trình ví dụ như trong hàng xóm hoặc là những người có thể quen biết anh Tài đó, thì mình gửi lại thử coi anh Tài có nhớ được thêm cái gì không. tại em sao em biết được, em cũng đâu có biết được. Lúc đó em lên mấy em mới sinh, mà em bảy mấy, em bảy bảy mới sinh, Không, mà có nghĩa là lúc mô đó tả là lại cái nhà bà nội á. dạ mô tả lại cái nhà bà nội, với hình như anh hồi nãy nghe anh nói nhà ra làm sao, gần bờ sông hay cái gì đó. Cái nhà là có vô, mà lúc vô là có cái hồi đó là cái hẻm nhỏ à, vô cái hẻm nhỏ, nhà của bà nội là nhà lá, hai bên rừng lá không à, lập lá luôn. Ở bên kế bên nhà bà nội là sát vách chơi cửa nhà bà nội đi ra là nhà của ông Mười. Nhớ ông 10 mà. Đúng là có Anh Tài 10 có nhớ ông Mười không? có Có còn nhớ có ông Mười không? có 10 ở nhà sàn phải không? Còn dưới sông gì nữa. Đúng rồi, ông Mười ở nhà sàn. Rồi chắc cố tình trời không Đó, nhiều ông Mười là ở nhà sàn. quá. Đó, ông Mười tướng bự bự con đạp xích lô. Và kế bên hông cái nhà nhà bà nội mà ngó ra đó là có hồi đó còn có cây mai tứ quý đó. Thì cái trong cái đó là cái khu hồi đó là kêu cái khu cù lao á, bên đây cù lao bên kia là nhìn qua là có chùa chùa với có Phật bà Quan Âm. Tại hồi đó lúc năm chín mươi mấy em có xuống dưới em đi học nghề mà ở dưới đó. Ổng muốn là có chùa nó có động lực Đúng đó rồi, chị. cũng 80% cũng đúng rồi đó, có gì mười ở có nhà sàn thì đúng là có cù lao, cho cái dạng cù lao chứ không phải là cái đất liền. Đúng rồi, cái đó là cái cù lao, người ta kêu là cù lao cầu mới á. Đúng rồi, chắc như chắc cũng 80% đúng đó, 85% đó. Nhưng mà Tại vì ông già ông nào bây giờ là cái tên khu gì, dạ ông nào với hiện tên chị đó, bà nội tên chị nhớ không nhớ, không? Con đám dỗ mà không nhớ tên. Ủa ngày không mai nhớ, thì ban ngày nói chuyện với nhau. không có nhớ. Bây giờ gì đi, nếu mà muốn Nhớ cái gì nhỏ rồi muốn hỏi cái xác định nhỏ. chính xác thì thấy thì nghe nói thì đúng, cũng cũng có giống trường hợp giống như của em rồi đó. Nhưng mà Nhưng mà bây bây giờ giờ ngày không mai có lạc ở nhắn đây tin hả? đi, nhà mà em nhắn tin cái số điện thoại đó qua cho ông già đi, rồi mai có gì thí dụ nói chuyện với ông già, rồi ông Ngày già mai dễ ông hơn. tên chị nhớ thử đúng không? Ba em tên chị. Ba em gọi là tên tên chị đó hả? Ba em hồi đó ở xóm là kêu là Hai Đực, còn tên trong giấy khai sinh là Trần Ngọc Anh. Rất là họ Trần hả? À Đúng rồi, tôi cái ông đi họ Trần chắc không bao giờ, một là họ Trần, hai là họ Lê chắc không bao giờ. Ủa, yên y luôn mà làm thấy không? Tôi nhìn người tôi nói ông đi họ Trần mà y luôn kìa. hồi Đúng xưa rồi, ở đúng nhà ở ở ở ở ở, ở xóm đó, ông rồi. Mười Trời là ơi, kêu nổi tiếng nó gà luôn Tuấn ông già Vĩ. em là ông Đực, Đực Đực thằng Đực không à.
nói như là lúc đó tôi nói cho ông Tài nghe này, ông không phải họ Nguyễn đâu, mà ông họ Trần, một là họ Trần hai là họ Lê, chứ không bao giờ phải họ Nguyễn, vì họ Nguyễn không thể đen gì mà y họ Trần luôn kìa. Mình theo Tuấn Mỹ nghĩ là mình không có đánh giá đâu, nhưng mà cái là nếu mà ở Cù Lao đó thì đúng với là tôi đi tới tập trung ở đây mà chùa tôi đó coi thì coi cũng đúng rồi kiếm đó. tiền đi vô chứ đang chữ đi vô nhận mà con chứ đang mà chữ Lại cho là cái nhưng mà gái coi như là chưa 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 cho để đi chính còn ông mới 85% thôi, chưa để bây giờ là phải phải điện có thoại gì nói điện chuyện, cho số điện thoại lại cho số điện thoại nói chuyện với ba em đi, rồi tại vì bà cô Tước á, thì nói bà rồi mà bà nói là bà sợ bị rành, bà nói bà sợ nên bởi vì Thôi là cô Tước nó năm đi bao nhiêu tuổi rồi? Tước này mai mai bà quên này mấy tuổi rồi hả? Bà năm nay biết cũng trên là bà cũng ăn sáu mấy rồi. Đúng rồi, bà cũng trẻ, đúng rồi đó. Nó Nó không chính đi gia với kìa, con Tước là đúng rồi, vì hồi đó là xem gì cho nên mới nhớ. Có kìa, nhà nó có con Tước mà, Hậu trái. mà có ai đó nhà có ông, có cô gần đó không? Thật ra thì Tuấn Vĩ cũng thấy khả thi rất là cao đó, chứ mấy khi mà Đúng trùng rồi. tên chú Tấn cô Tước rồi trùng tên anh cu Đen rồi trùng cái bối cảnh Đúng là rồi, di đúng chuyển từ ở dưới Sài Gòn lên sông Bé, mấy khi mà ai mà trùng hợp được những cái điều như vậy hết đúng rồi, à, chắc cú rồi. nên là cũng đáng mừng, nhưng mà việc đâu còn có đó, không sao cả, rồi Nhưng mà mình tôi đúng thấy rồi. anh đi giống giống anh con trai của anh Tài đi, giống lắm, giống con cu lắm. Giống thằng con bèo con Tài lắm, thiệt luôn, anh em chú bắt thuộc giống lắm. Anh hai của em á giống y anh Tài luôn, Trời hai của ơi, em là giống y anh Tài luôn đó, bởi vì xuống giống y đây, luôn, nhìn mua giống y luôn mà đây. không biết có đúng hay không thôi, anh hai là nhìn giống y luôn à. Tôi rồi. Thì lúc đấy Nghe tín hiệu thì thấy mừng quá anh, mừng quá anh Hoàng. nhìn giống y luôn á, nãy giờ mà vợ với mấy đứa con coi là giống y luôn đó. Nhìn giống y luôn nhưng mà không biết là có phải không, thì thấy tự nhiên tăng chú Tấn với cô Tước trong đó là thấy có cái nhà ở mấy sông có chùa là thấy, bởi Rồi, vì đúng rồi đó, đúng y 100% rồi ấy đó. em mấy em nhắn tin cho anh là em muốn là điện thoại trực tiếp nói chuyện, nhắn tin em cũng không nhắn thời gian nhắn rồi, em muốn nói chuyện trực tiếp cho nó dễ để Vậy là thật sự đúng là là đúng rất là là cái mà cái là nói lại coi như là hồi đó ở Sài Gòn đó là quận mấy thôi, nữa đó quận mấy quê này quận nhất, Tân Định thì quận nhất, à đúng rồi. Tân Định là quận nhất đó, À, tại nhưng vì mà bà ông mình má ở tôi là Tân Định mà, ở quận Tân Bắc, Định nhưng mà ông má tôi là quận Bắc không? mà ở ở Tân Định mà cũng có Cù Lao nữa hả, ở quận nhất mà cũng Có có Cù cù Lao lao, hả? nó có cái cù lao đường đi tắt qua Phú Nhuận đó, đi cái đường cù lao đó đi qua Phú Nhuận, đi qua một đám ruộng rồi đi qua bên Phú Nhuận được, mà nó có cái đường trong đi qua Phú Nhuận. Ồ, ngày xưa mà còn có vụ nữa đó hả? Còn còn có vụ vụ mà hoang vắng vậy đó hả? Đi Ồ, trời lúc trước ở dưới vắng lắm em, năm chín mấy em đi học nghề dưới đó còn vắng mà, à năm chín 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 hai chín ba em đi học nghề dưới đó còn vắng. À, nếu quả thật mà đúng thì rất là mừng cho anh Tài, bao nhiêu Ôi năm trời rồi trăn ơi, trở. thôi Đúng thôi là bốn mươi mấy năm là trời vậy ơi, này, cho nên nữa quá là tài mình tính mấy chục năm mới là khóc miết thôi. à, Tại vì chờ trời là để chờ là coi như là nói chung là nó cũng có phần thay đổi bớt rồi, cho nên là nghẹn ngào nó cũng ngậm à. ngùi nó bớt, nói chứ không là là ngày xưa là khóc miết thôi. Thì mới nãy còn định hỏi gì nữa nè, định điện họ hỏi ông già là ủa anh như chưa chú cu Đen là sinh năm cỡ bao nhiêu ba, tại vì thấy 71 thấy trẻ quá mới hỏi ba là anh cu Đen không lẽ nhỏ tuổi anh hai con, cái ba nói đúng rồi anh cu Đen thì cỡ tuổi đó thôi, em sợ thấy tại vì thấy anh Tài trẻ tuổi quá nên sự cũng chưa chắc ăn nó mới điện hỏi lại ba một lần nữa để xác định thử anh Tài là bao nhiêu tuổi để cho nó dễ, để hỏi có đúng không điểm công rồi đó, mới hỏi ủa gì anh Tài sinh cỡ khoảng bao năm bao nhiêu, ba nói thì cỡ 71 70 gì à. Tại thấy nhỏ tuổi hơn anh hai nữa nên mới hỏi thử lại cho chắc ăn đó. Trời ơi, có Là tội có anh buồn Tài mới gặp bà vợ, quá bà vợ mới ơi. tuyệt vời lắm, anh Tài là người sống hạnh phúc lắm. Tôi mừng anh Tài À, để nhau đâu đi bộ ngang, đâu đi giúp em nè. Ừ. Thế cũng như chạy gì.
Tại vì không biết ba đứa chạy không có gì là số điện thoại gì là nói Tấn Vĩ là ngày ngày mai có gì điện lại ha. Dạ rồi rồi bây giờ đưa số cho bên bên đó bên đây luôn để rồi có gì điện. Nhưng mà cái số luôn của anh Tài không có Zalo, không biết mấy đứa cập nhật Zalo số mô á thì số ông già cũng số của Tài đây có bên số anh Vĩ mà. Dạ có số, có số nhưng mà gọi Zalo không được. Đó. Dạ gọi Zalo gọi của tôi không được. Dạ thôi được rồi. Được rồi, cái việc này để Vĩ sắp xếp cho, để Vĩ sắp xếp cho. Bây giờ thế này, trước mắt á, là nắm được cái tín hiệu như vậy là vui rồi, còn ngày mai đó thì là tôi nói chung là 80-85% nữa Vĩ nè, chứ dạ. Từ từ rồi Vĩ là có gì ra Quảng Đà chơi rồi. Giờ anh tới đây nè, em đang tới đây nè. Em là vợ của anh. À đúng rồi, anh Hoàng, anh Hoàng chào Thím kìa. Anh Hoàng chào Thím á, chú Thím á. Chú Thím được ba đứa con đẹp lắm. Vừa chưa xác nhận đúng số sao rồi trời, đứa Thím sớm vậy hả? Tôi bị nghĩ là đây chứ không đâu hết trơn á. Bởi vì thường á, nếu ví dụ như là từ mẹ mà mẹ nói chuyện với con mà mẹ nghĩ đó là con á thì là cái chuyện khác, còn cái này là cái thông tin trùng tới 3-4 người lẫn mà sao trật được. Đúng rồi, nó chắc cứu luôn giờ. Dạ. Nhớ tới 10 giờ sàng mà đem giúp đường trong trống được. Thì hôm trước là anh Tài nói có chú Tấn nè, có cô Tước nè, rồi tên là tên Cu Đen nè. Rồi thì... trừ em vì hỏi ba là thử có cái chú Tài Cu Đen nó cái bằng chân như thế nào nữa là không rõ luôn. À, đó. Chưa chắc chú biết đâu, chưa chắc là ba của anh Hoàng biết đâu, sao biết được. Nhỏ không đâu để ý đâu biết. Rồi hồi xưa mà đậu có ai cạo cạo gió trong bụng không? Bụng tại tên. Như... ý là nhà hồi xưa mà đậu chắc cũng hay, nhà nó chắc có cái dịp họ có một cái nó là cha mẹ để lại đó chứ bộ, ví dụ như con hay đau chi là họ cạo hay là họ lĩa đó nè. Là thường thường là họ hay làm cho cả đời cháu nữa. Hỏi anh Tài cái, anh Tài hồi đó bà nội khó không? Hồi đó bà nội khó không? Khó chứ. Không, hồi đó bà nội em khó không? Khó tính lắm. Khó không? Khó. Khó hả? Vậy thì chắc chứ. Bà nội có khó lắm, hồi xưa bà nội có khó lắm, vậy chắc đúng không quá. Đúng không, đúng không? Bà khó ghê lắm. Hồi bà đi đâu biết bà chết năm mươi hả? Bà chết năm bây giờ hỏi cũng không nhớ, mà lúc đó mới như mới có cỡ 10 tuổi hay 12 tuổi vậy à. Trước là đi anh Tài đi mấy năm là bà cháy chứ mấy chắc nhớ con có do cái bà sớm bà dẫn đi chơi là cái bà bỏ lo lạc bình luận là cái có người bà nó hàng thù chi không mà tự nhiên lôi con họ xuống chợ vứt. Lúc mà anh Tài mà đi á, là người ta dắt đi hay là mình bỏ nhà mình đi? Người ta dắt đi, cái bà hàng xóm đó, bà dắt đi cái đi xuống tìm mẹ, thì mẹ về Sài Gòn đó, cuối cùng đi lung mà bỏ giữa chợ trời đó. À. Thì bà nội đó nè, đi xuống đi nó về tôi Sài Gòn. Bà nó bà chữ lậu với mẹ không? À, không biết. Nó là người lớn mình đâu biết đâu, nhưng mà dẫn về Sài Gòn rồi cho mà bây giờ mà muốn hỏi về cái bà hàng xóm thì thật ra nếu ví dụ đó mà ba mẹ của anh Tài còn sống đó thì may ra còn biết được cái bà hàng xóm đó là bà nào và có mối quan hệ như thế nào, chứ còn bây giờ như anh Hoàng thì thế hệ sau nói qua cho nó vui thôi, chứ là bây giờ là nếu mà quan trọng là nhận lại coi như là gia đình được thì quá mừng rồi. Còn cái chuyện đó nói qua cho quá khứ rồi, bây giờ mình có nói là cũng đâu có được gì đâu. Mà hơn nữa là mình cũng không có rõ được lý do bả dẫn, lý do bả bỏ đó. Đôi khi ví dụ như bả bị trúng gió hay gì, bả đột quỵ hoặc này kia gì đó thì người ta không có biết được. Mình cũng không biết được. Tớ này giống gấp lắm, trộm tớ tội lắm. Bởi vì nên là sống từ đó giờ cái hầu mà tất là cái chữ là cái bơ miết đầu đường xó chợ là nó biết là cái lên núi ở miết cái khép nét. Sao lạc trong Sài Gòn mà ra tới Quảng Ngãi như vậy? Quảng Nam mấy người dẫn đi đó, đi ông lên đào ước lắm, ông lấy vợ ở thành phố Hội An luôn đó.
này nó mua đất chứ không phải cắt nhà, cũng nhà cũng ăn ở có đất. Nếu kỳ này mà đúng đúng chú cháu nhận là bà con phải chắc cầu hai ăn chơi một lần nha. Trời ơi, lo cháy. Ý là đi trong tháng đi luôn chứ, đi lại đi chứ. Đi lại ra đây chơi. Bạn ngóng á. Tháng này nữa nè. Để có rồi ngày chủ nhật đây. Tóc nhất cơ hoàng số này. Tuấn Bị chủ nhật lấy ra đây chị nhỏ. Tôi hát cho Tuấn Bị nghe, hát hay lắm. Mời Tuấn Bị đi luôn. Đây là mời. Thôi bây giờ thế này nè. Bây giờ thế này, thưa gia đình mình là trước mắt thấy tín hiệu như vậy là tín hiệu đáng mừng rồi. Thì nếu trúng thì đó là cái điều là phước cho cả đôi bên tìm lại được nhau, thất lạc cũng cái việc mà không ai mong muốn, đó là cái điều mà ngoài sự mong muốn, kiếm được lại nhau là cái duyên. Còn nếu mà rủi mà không phải thì xem như cái câu chuyện này cũng được lan tỏa thêm một lần nữa. Rồi có ai nằm trong cái trường hợp của mình thì sẽ tiếp tục người ta lên tiếng. Có thể là ai nằm trong trường hợp của gia đình anh Hoàng, chú anh Hoàng cũng có thể lên tiếng. Và bên anh Tài cũng vậy. Rồi có ai trùng trường hợp thì người ta sẽ tiếp tục lên tiếng tiếp. Dạ. Chắc cú chưa đâu. Thì, chưa chắc đâu hả? Không phải là chưa chắc đâu, nhưng mà rồi để phải gặp gặp người lớn, ngày mai gặp ba của anh Tài. Đúng rồi, phải gặp người lớn nói chuyện nhà nó. Dạ. Đúng rồi. Không, tại vì nếu mà bay nếu mà họ trần là tôi nghĩ chắc cứu luôn. Vì khi mà tôi gặp ông ấy là tôi nói ông ấy họ Trần chứ không thể là họ Nguyễn được. Thiệt luôn mà. Lý do sao? Tôi nói ông này. Vậy lý do sao mà chị lại đoán anh Tài là họ Trần? Vì tôi là tôi nhắm ba tôi là ông kể hết này những cái họ chi tính tình như thế nào là ông lớn tuổi đâu kìa. Là ông biết cái khi tôi nhìn ông đi là thường thường là họ Trần là tất cả họ Trần là hầu như da ngâm hết. Không có ai trắng hết trơn á. À. Ừ. Vậy là chắc là do không mặc áo á, tới Trần á, Trần á nên là đen. Nói hài dân vui mà. Nói chung là cái họ Nguyễn là do coi như là ở nhà trường hồi nhỏ trường mồ côi ấy nè. Đặt tên thôi, cô đặt tên thôi. Chứ còn không biết tên là hồi nhỏ là bà nội hay là tại tôi nhớ ông nói không? Không, không biết tên tên hồi đó đen quá nên bà nội mới đặt tên cu đen á. Đúng rồi, cu đen đó. Ổng là hồi trước khi ông nói với tôi là ổng nói gì nè. Ông nhớ là cu đen là đen ông anh không à, ông nghe nhớ cái là anh cu đen. Cái tôi mới kêu không, tôi đã bảo với ông là ông cu đen chứ không có anh mà cu đen. Ông đang thui đi chắc chắn là đẻ ra là kêu ông là cu đen. Chứ hồi nãy ông mới kể cho tôi là ông kêu là có ông anh tên là cu đen, đúng không? Đó, thì tôi mới nói không, tôi đảm bảo là cu đen là ông chứ không phải anh mốt nữa. Lấy đông người luôn mà đó, mà vì tôi coi Tuấn Vĩ nhiều rồi. Có nhiều người không nói mẹ tên chi cái bà xô đó yeah. Cái mẹ tên Bưởi mà té ra đâu có Bưởi bà Hồng chi đâu yeah. Mà cứ nhầm hàm nhiều người nhầm hàm tên cho mẹ mà thật sự không phải yeah. họ có một cái kỷ niệm gì đó yeah. Họ nhớ trong đầu họ nhớ mẹ mà thực tế không phải như trước yeah. Tôi kêu ông đi cô đen cái riêng mà không cô đen là cô chi nữa yeah. Vậy rồi bây giờ thế này vị nghĩ là bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau mang tính là để tham khảo vậy thôi, chứ còn để quyết định á thì là chưa quyết định được. Và ngày mai gặp người lớn rồi nói thêm về cái mốc thời gian là ngày tháng năm sinh, anh Hoàng nhớ nha, anh Hoàng nhớ nói với ba là hỏi ngày tháng năm sinh của ông chú của anh Hoàng bị thất lạc đó. Dạ. Và cái năm thất lạc là năm mấy thì hỏi hỏi giùm nha anh Hoàng nha. Rồi ngày mai rồi Tuấn Vĩ sẽ gọi cho kết nối với ba của anh Hoàng để cho anh Tài được trò chuyện anh ha. Rồi bây giờ coi như là yeah. Với lại coi như là nhìn mặt cô Tước luôn, cô Tước cô gì đó. Cô Tước ở chợ lớn ở khác, tại vì ba là ở Đồng Nai. Ba em giờ là đang ở Đồng Nai. Cô Tước còn sống chứ hả? Cô Tước thì còn sống nhưng mà cô ở chợ lớn. Nên nếu mà gặp nhau gặp mặt thì không được. Để coi nếu mà mai lấy số điện thoại của chị luôn để chúng nó chụp cái hình của cô Tước trong cái hình đám cưới á, chụp cái hình cô Tước đám cưới em gửi qua cho vô Zalo cho anh luôn rồi em nhắn em số điện thoại của ba em với của bà chị kế bên nhà bà chị mà có Facebook á
Rồi em nhắn hai số điện thoại đó qua cho anh rồi, anh Vĩ. Rồi ok rồi, nha. Cô tước rồi. Anh. Vậy bây giờ thì gia đình mình ngủ ngon đi, xem như đây là một cái tín hiệu vui rồi. Ngày mai gặp anh Vĩ ơi. Dạ dạ. Nói chi ngày mai gặp. Rồi. Dạ rất là vui. Cũng đi ngủ không được á. Cảm ơn anh Vĩ nhiều. Dạ. Dạ. Mừng quá đi. Cảm ơn anh Vĩ nhiều. Rồi rồi ok mai gặp nha. Xin chào. Cảm ơn anh Vĩ nhiều. Dạ dạ dạ.